Đây là một bài báo cáo. Mà nếu như các bạn không có định dạng theo style thì các bạn rất khó để mà tạo mục lục tự động. Cho nên nếu mà cái file này bây giờ mình sẽ sửa lại làm sao mình định nghĩa heading để mình làm cái mục lục tự động này nó không bị nhảy nè. Bạn đang làm cái mục lục này là không tự động, gõ bằng tay. Thậm chí là ở chỗ này bạn gõ chấm 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 nó ra luôn. Mà chấm đến bao giờ? Đúng không? Cho nên ở chỗ này thầy sẽ định nghĩa một cái mục lục ở đây. À, định nghĩa một cái cấu trúc heading. Sau đó thì mình làm mục lục. Vậy mình vô mình định nghĩa trước. Cái thứ nhất là mình sẽ chọn cái kiểu. Chọn kiểu. Kiểu của mình. Người ta có sẵn heading 1, 2, 3. Mình vô, mình thay đổi là ok. Đây người ta có định nghĩa sẵn cho mình nè. Heading 1, heading 2, heading 3, 4, 5, 6 có phải là đúng ý mình chưa? Đúng không? Đó. Hoặc là cái này nó vô nè, nó thuộc dòng, tùy bạn. Ví dụ như là bạn muốn nó thẳng thì bạn chọn này. Thuộc vô chọn này, muốn thẳng chọn này. Muốn nó thuộc vô từng cái mục nhỏ thì chọn đây. Mình chọn này ha. Được chưa? Ví dụ như chỗ này heading, chỗ này nó chọn vô. Sau đó đối với lại cái chỗ mà số 1 này nè, mình sẽ define. Ví dụ như chỗ này mình chọn là một cái, enter 2 3 tab vô. Như vậy là mình đang có một cái cấu trúc. Mình đang có một cái cấu trúc mà nhỏ rồi đó. Cấu trúc phân cấp đúng ý mình. Bây giờ mình vô mình sẽ chọn là định nghĩa một cái cho riêng mình. Mình mượn cái của nó trước nha. Mượn trước. Sau đó mình vô mình định nghĩa cái của riêng mình. Bạn chọn định nghĩa cái của riêng mình. Như vậy thì mục đầu tiên mình sẽ chọn style là heading 1. Heading 1 nằm đâu rồi? Mình chọn lên cái đầu tiên coi, sao cái heading 1 nó đi đâu rồi? Vậy là cái bài làm của bạn này đang bị xóa heading 1 rồi. Thầy sang một cái trang mới đi. Tại vì bạn xóa cái heading 1 thì mình làm mất công lắm. Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V. Rồi ok, chúng ta sẽ bắt đầu ở phần này. Phần này thì chúng ta sẽ để ở trên kia là mục lục. Ở dưới này thì chúng ta sẽ định nghĩa. Các bạn sẽ chọn là cái này. Tab vô. Rồi ok. Mình sẽ chọn cái đầu tiên, chọn vô menu ở góc trên, chọn define. Đây heading 1. Được chưa? Rồi cái chữ này chúng ta sẽ gõ vô đây là chương. Phía sau là hai chấm. Thì tí nữa mình sẽ gõ cái nội dung của chương á là nó sẽ bị nhảy. Cho nên mình tí nữa mình sẽ định nghĩa cái heading 1 này nó đi theo. Chỗ này mình chọn style là heading 2. Chỗ này mình chọn style là heading 3. Chỗ này mình chọn style là heading 4. Xong. 2, 3, 4. Ok. Rồi. Những cái nào mà heading 1, 2, 3, 4 là nó đã tự nhảy rồi nè. Tự nhảy. Được chưa? Đó. Bây giờ
đối với cái này mở đầu mình chọn là heading 1. Nhưng chữ nó chưa có đẹp, mình vô đây mình modify Time New Roman, cỡ chữ 16 in đậm. Time New Roman 16 in đậm. Ok, đây. Được chưa? Tiếp tục ở đây mình sẽ chọn là heading 2. Heading 2 của mình nó cũng hơi mờ quá. Heading 2 nó mờ quá. Heading 2 mình sẽ modify. Mình chọn là Time New Roman, cỡ chữ 14, in đậm luôn. Lý do thực tập heading 2 là do bạn dư số 1. Do bạn dư số 1 cái lúc mà mình chuyển á, chỗ này nó sẽ dư số 2 nè. Mình bỏ cái số 2 này luôn. Mình chuyển nó qua là heading 2 1.2. Được chưa? Đó, tiếp tục. Đối với chỗ này cơ sở lý luận. À chỗ này mở đầu mình bỏ chương cũng được. Mở đầu là chưa có chương mình bỏ đi, để tí nữa nó xuống chương 1. Chỗ này lý do chọn thực tập mình cũng bỏ đi, mình để normal thôi, tại tí nữa xuống nó mới chương 1 mình bị nhầm. Lý do chọn thực tập rồi xuống đây mới chương 1 nè. Mình sẽ chọn vô là heading 1 ha. Đây là cái cũ của bạn cho nên bị dư. Phân tích nó là heading 2. Nhu cầu mạng heading 3. Heading 3 mình sẽ định nghĩa lại tí xíu. Time cỡ chữ 13. Rồi heading 2 mình chọn cỡ chữ 13. Màu đen in đậm. Mình chọn cỡ chữ 13 màu đen in đậm. Ok. Rồi. Như vậy mình đã định nghĩa được 3 cấp. Như vậy đến phần này nó là heading 3. Đây là cái cũ của bạn. Bỏ đi. Đây là heading 2. 1.12 là cái cũ của bạn. Bỏ đi. Các loại heading 3. Chỗ này heading 3. Như vậy là mình đã định nghĩa được cái heading của mình rồi đó các bạn. Đó. Được chưa? Và bây giờ mình sẽ tạo một lục tự động nè. Mình sẽ tạo một lục tự động. Ở phía trên này, chúng ta sẽ chọn vô phần reference. Các bạn chọn table content. Đây, một lục tự động của mình đây. Đó. Bạn đã có được một lục tự động rất là ok. Xong. Nhanh gọn ha. Mình có heading, mình có một lục tự động. Rất là nhanh. Khi mà các bạn đổi cái nội dung, các bạn thay đổi trang, thì nó sẽ tự động nó cập nhật ở đây. Ví dụ như thầy định nghĩa thêm một số cái ở dưới này. Ví dụ đây là 1.5. Mình chọn 1.5. Ok, 1.5 của bạn mình bị bỏ sót một cái gì đó rồi. Để qua đến chương 2. Chương 2 đây. Mình bỏ vô heading 1. Chương 2 bỏ đi. 2.1 heading 2 tự động nó ra 2.1. Chứ không phải là gõ bằng tay nữa. 2.11 là heading 3.
tự động nó ra luôn. Lưu lại, mình sẽ cập nhật lại cái menu xem. Mình chỉ mới có chương 1 nè, mình cập nhật lại menu. Chương 2 được không? Cực kỳ nhanh gọn. Đó, các bạn sẽ làm thêm cái phần này giúp thầy. Như vậy nội